Đây, báo cáo với các bác, cô chú, anh chị là chăn trở về cái con si đỏ này nửa tháng nay, lấy về nửa tháng nay nhưng mà biết nó cách đây cũng mấy tháng rồi. Thì rất là lăn tăn vì nó rất là khủng và còn đang nuôi thả ấy. Thì cũng đang lăn tăn mấy cái phương án để xử lý nó. Cũng ngẫm nghĩ mấy hôm nay thì quyết định là hôm nay mưa thì cũng lấy ra làm nó một tí, có thể sẽ mất nhiều ngày cái cây này chứ không vội được đấy. Thì thực tế nó là một cái cốt rất là khủng, nhưng mà nó là một cái cốt khá là khó làm. Đây các bác nhìn nè, hôm trước em mới đang định làm thì nó bận quá, tuốt lá đi để nhìn cho dễ thôi chứ cũng chưa làm gì, vì hôm trước nó tùm là nó không nhìn thấy gì cả. Đấy, đây. Rất khủng nha bác nha. Bác tưởng tượng cái bàn tay nó bé so với cái bệ của nó nha. Đấy. Đây là một cái mặt này khá là thuận của nó. Đấy, thì mặt này thì nhìn thấy cái bức này thì nó khá là ổn. Nó lại có cái một cái tay hoành nó dính từ thân bên này sang thân bên kia đây. Cái mặt này nhìn nó cũng khá được, khá thật. Khá là ổn. Tuy nhiên là cái mặt bên kia kìa. Mặt bên kia, đây là một mặt nữa này. Thì cái thân trực cái chính ở giữa lên này đang giật làm ngọn, mà trước đây đang giật làm ngọn thì nó đang bị rất là đơ và cái đoạn này nó đang bị thô này. Đoạn cổ này rất là cao, thô, cái vết cắt ngày xưa cũng rất là thô đấy. Cái thân này nó gần như nó tách biệt, nó một đường chạy từ trên xuống dưới rất là thô, rất thô cả. Và bệ nó cũng đang là hơi bị rối. Thì cũng nhờ các cao nhân, nhất là bác Huấn thì chỉ giúp cháu cái cây này là nên làm thế nào. Đấy, cái mặt bên này nó cũng thô, nó cũng chưa được ok. Thì em đang tính là cắt đi thân giữa thì thực sự mà nói là khá là tiếc đấy. Tay tán đang vẽ sơ bộ rồi, cắt đi thân giữa thì mặt này khá là thô, mà không cắt đi thì cũng vẫn thô. Sẹo này xử lý chứ, đấy, nó khá là thô. Đang nuôi thả sống nhưng mà tí nữa chắc phải làm gọn lại, lọc bỏ mầm mắt đi. Để này rối không làm được. Đấy. Xin ý kiến các cao nhân nhé. Hoặc là nếu em có lỗi, làm lỗi cái gì thì có đường này, các cao nhân chỉ dạy cho làm lại các bác nhé. Đây, cái mặt này thì nó cũng khá là nghịch, vì nó có cái ngọn từ bên này nó vòng sang đây, nó lại dính sang bên thân bên này. Đấy. Mặt bên này thì khá là ổn. Đấy, mặt này khá ổn. Nếu mà mặt này mà như tính vừa nãy mà cắt vào cái thân giữa này thì sẽ ra sao? Bên kia vẫn còn một cái thân thì là một con ba vai, cốt ba vai đáng làng, cốt ba vai đáng làng và giật ngọn lên sau. Tuy nhiên thì cái sẹo này thì rất là to và thô, cái đoạn này ngọn mà cái ngắt cắt vào ngọn chính này nó rất là to, sẹo rất là thô, ba vai đáng làng thì có vẻ là rụt rịt hơn, phù hợp với bệ này. Để cái này, nếu mà để ngọn này thì chỉ được mặt này. Mặt này rất là suy nghĩ. Đấy các bác nhìn. Cũng may là còn một cái tay này thì làm cốt ba vai dáng làng. Nên vấn đề chỉ lấy cái chỗ ở giữa này nó khá là trống. Cá chống có thể sẽ bóc cả cái cục này đi, bóc cả cái thân chính này đi, thậm chí bóc xuống tận dưới này. Đấy, để nó hở cái vách ra không có chỗ này, nó cứng quá. Đấy, thì cũng phải suy nghĩ. Rất suy nghĩ. Thế này. Mặt này xem.
Đấy, cái mặt này nhìn lại thô nữa vì cái sẹo nó rất là thô. Hồi xưa nó cong cong đúng cắt đúng cái đoạn cút cong. Đấy, rất là lăn tăn. Bây giờ chắc là em phải làm gọn lại. Sau thì đành nuôi thả sau. Phải nhìn rõ cái thì mới làm gì thì nó mới quyết định nó chính xác hơn các nhé. Lọc bớt mầm này các bác nhìn cho dễ chấp nhận nuôi thả sống sau nhé. Ừ. Nhìn thấy bố đang làm việc à?
cũng được học tiếng Anh à? Có học không? Có ngồi xe không? Cô có thể hộ mẹ dây được không? Ôi, động của bố, bố đánh nhau. Ôi, đánh. Thank you.
Đấy các bác, bây giờ nó nhìn rõ hơn tí. Thì nếu như mà cắt bỏ cái tay này, cắt bỏ cái đoạn chỉ một đoạn này thôi, dựng cái ngọn ở đây lên thì cũng ok đấy nhỉ. Đấy, bởi vì cái vết cắt kia này, chỗ này này quá thô, mà xử lý chỗ đấy thì khó, bởi vì là nó đúng đoạn bể cong. Đấy, 1, 2, 3. Chắc chắn phải cắt một cái đoạn. Để quay góc bên kia các bác xem tôi có làm được. Đây, cái mặt bên này, mặt chối xấu nhất. Rất tiếc cái tay này này, rất tiếc cái tay này đang rất là rụt dịp rồi này. Nhưng mà cái vết sẹo này, nếu mà xử lý khoét ở đây thì cũng khó. Đoạn này nó vẫn bị đơ. Cắt đi. Cắt đi thôi các bạn, vì đằng nào cũng bị lệch ngọn. Đang ngay cấn lại có điện thoại.
Đấy, được một cút mini ngon. Tí nữa là dâm ngay. Rộng hết rồi. Mini ngon. Đấy, giờ, giờ mới là năn giải đây. À, đi đón con không mệt, tí nữa mình mới chiến được tiếp. Sao thế? Đây này, cái dựng cái này lên là ngọn. Đây là ngọn. Này, để lấy một cái tay đây, hoặc để cái tay này ra. Đỏ chót thích thật. Điện thoại quá. Thank you.
10 phút nữa đi đón. Tạm thời thế đó. Rồi, báo cáo các bác là cây này chắc phải vài ngày làm. Bây giờ đi đón con ạ. Muộn rồi, mưa gió này. Muốn làm thêm tí nhưng mà vội quá, không. Đấy. Tạm thời như vậy. Tí đã để quay sang những cái mặt kia cho bác xem. Không góp ý tiếp, hôm sau quay tiếp quá nhé. Bây giờ đi đón con ạ. Này bác xem cái bên này.
xì nó già, cái lõi nó đỏ chót luôn. Quá khủng nha, cứ từ từ. Mặt này nhìn nó dù gì hơn rồi đúng không? Dù gì hơn à? Thân liền xử lý tiếp. Rồi, mặt này sau khi cắt nhìn nó hồn tịt hơn đúng không? Và sẽ phải dựng cái ngọn này, ngọn này đấy, hơi lệch một chút, sau phải cắt giật nó vào đứng đây chứ không lấy mấy cái mầm này đấy. Để lại cái tay hoành kia, nó hơi nhiều khi nó hơi vướng, nhưng mà được cái nó nghịch cây không ạ. Thôi bây giờ đi đón con này các bác nhé, hẹn gặp lại các bác ở tập tiếp theo của cái cây xì này nha các bác nhé.